Báo thủ giới khoa học phát minh ra hai thứ nguy hiểm nhất thế giới để lại hậu quả tới tận ngày nay. Thomas Midgley khi còn sống được tôn vinh và nhận nhiều giải thưởng danh tiếng. Tuy nhiên, ông cũng được biết đến là một nhà phát minh báo thủ. Cụ thể thì tiếng ồn là vấn đề phổ biến của các động cơ vào đầu thế kỷ 20. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Midgley phát hiện ra rằng khi pha trì tetraetha và vào xăng như một chất phụ ra nhiên liệu, nó có thể chống kích nổ động cơ và làm tăng hiệu suất hoạt động. Tuy nhiên điều này đã khiến nhiều người sử dụng xăng nhiễm độc trì và qua đời. Còn một sáng chế tội đồ của ông nữa là về tủ lạnh. Thời xưa các chất làm lạnh cực kỳ không an toàn, vừa độc hại lại vừa dễ gây cháy nổ. Và ông lại trổ tài báo thủ một lần nữa khi sáng chế ra chất Freon 12. Chất này tuy không gây hại với con người nhưng lại trực tiếp phá hủy tầng ozone của trái đất và đến nay chúng vẫn lơ lửng ở ngoài kia. Và lần cuối cùng là ông đã phát minh ra một thứ tự hủy chính mình. Khi Midgley mắc bệnh bại liệt và cử động rất khó khăn, ông nghĩ ra một hệ thống bằng dây thừng và dòng dọc để giúp mình vận động cũng như di chuyển ra khỏi giường. Thế nhưng sáng kiến này đã khiến ông bị thiết cổ rồi qua đời. Và còn nhiều câu chuyện độc lạ khác về các phát minh, sáng chế của loài người qua từng thời kỳ có trong cuốn sách